Quý vị ơi, cái trang này là cái trang bằng tiếng Anh ha. Rồi Ngọc sẽ kéo xuống cái trang tiếng Anh cho quý vị xem. Đó, người ta có hướng dẫn, ví dụ như là cái trường hợp của mình là lãnh theo chương trình UI hoặc là những cái chương trình mở rộng của UI hoặc là cái chương trình PUA. Thì quý vị đọc ở đây và qua cái trang tiếng Việt này thì quý vị sẽ thấy người ta giải thích rất là rõ về những cái yêu cầu tìm việc làm. À, Ngọc sẽ để đây cho quý vị xem nha. Quý vị đọc đây nào quý vị. Đó. Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 17 tây tháng 7 năm 2021. Ngọc xin hướng Ngọc chia sẻ cái hướng dẫn của EDD về cái yêu cầu tìm việc làm, Worksheet Requirement của EDD, sở thất nghiệp của tiểu bang California. Những cái yêu cầu khác nhau giữa các cái chương trình UI, PEUC, FedED, PUA là như thế nào thì Ngọc sẽ chia sẻ. Và đặc biệt cái câu hỏi là có phải ai cũng bắt buộc phải đăng ký Count Jobs hay không? À, thì Ngọc cũng cảm ơn một bạn đã chỉ ra cái điều này và Ngọc muốn chia sẻ lại cho quý vị để quý vị có thể nhìn vào đây và quý vị xem thử EDD họ nói cái gì. EDD họ nói á là những cái trường hợp sau đây phải đăng ký, phải register một cái tài khoản ở Count Jobs. Trường hợp này là quý vị phải rơi vào cái trường hợp là quý vị file a new claim vào cái ngày 11 tây tháng 7 hoặc là sau cái ngày này, có nghĩa rằng là kể từ ngày 11 tây tháng 7 hoặc là sau đó mà quý vị mở một cái claim mới, mở một cái hồ sơ mới thì quý vị bắt buộc phải đăng ký Count Jobs. Còn nếu như cái hồ sơ quý vị đã được mở từ những cái tháng trước tháng 7 của năm 2021 hoặc thậm chí là những cái tháng của năm 2020 thì quý vị sẽ không cần phải đăng ký Count Jobs. Cái điều này có nghĩa rằng là quý vị không có bắt buộc nha, nhưng mà người ta vẫn khuyến khích chúng ta nên làm điều này bởi vì cái thị trường lao động á, người ta rất là có rất là nhiều nhà tuyển dụng, người ta vào Count Jobs, người ta tìm mình, cho nên là đây là cái cơ hội của mình, cho nên là quý vị nên tải cái lý lịch xin việc làm rồi cái đơn xin việc làm của quý vị lên đó, cái resume của mình và cho phép người ta view cái resume của mình, thì lúc đó có thể là mình sẽ có những cơ hội mà mình cũng không biết trước được đó, cho nên là quý vị hãy cho mình một cái cơ hội để thử những cái công việc mới chẳng hạn. Rồi bây giờ nếu như mà quý vị trả lời cái câu hỏi Did you look for work, tức là cái câu số 3 đó quý vị, nếu trả lời no thì sao? Quý vị nhớ nha, nếu trả lời no thì người ta sẽ hỏi quý vị thêm một vài câu hỏi này. Ở đây khi mà quý vị làm trên máy tính như vậy thì cái hệ thống nó sẽ tự động hỏi quý vị thêm nhiều câu hỏi, và nếu như mà quý vị trả lời no thì cái xác suất của cái hồ sơ của mình rơi vào cái tình trạng là pending status thì lúc đó cái hồ sơ của mình có thể sẽ bị ngâm 6 tuần, 8 tuần, 10 tuần, 12 tuần, 2, 3 tháng trời vẫn chưa thấy tiền đâu hết. Thì những cái trường hợp này á, có thể là trong cái thời gian đợi này người ta sẽ set up một cái cuộc phỏng vấn. Quý vị ơi, phải có thời gian chứ không phải là hôm nay quý vị trả lời no rồi ngày mai người ta gọi người ta phỏng vấn để người ta nhanh nhanh cho tiền quý vị đâu. Phải có theo một cái quy trình làm trước tới trước, làm trước hay sau đó. Cho nên là Ngọc nghĩ rằng là chúng ta nên trả lời yes và đi tìm việc làm. Tại vì nếu như mình không nỗ lực đi tìm việc làm thì mình cũng không biết được cái cơ hội việc làm của mình là nó ở đâu. Cho nên là tùy theo quý vị. Nếu như quý vị chọn no và quý vị chấp nhận chờ thì mình cứ chọn no, tại vì có một số cái trường hợp là nó đủ lý do để người ta có thể chấp nhận cái câu trả lời là no. Ở đây á, nếu như thật sự quý vị đã tìm hết mọi cách rồi mà quý vị không có chỗ nào nhận cái child care chăm sóc cho con mình, không có child care nào mà nhận chăm sóc con mình nữa thì quý vị có thể được cho rằng cái lý do này là chính đáng. Còn nếu như mà cái trường hợp con em của mình vẫn còn đi học, trường học đóng cửa này kia khác nọ, nhưng mà bây giờ mùa hè mà quý vị đâu có thể nào mà thuyết phục cho người ta như vậy được. Thì trong cái thời gian từ nay đến tháng 9 là cũng mùa hè,
Cho nên là quý vị hãy trả lời yes nếu như trường hợp của mình có con nhỏ và mình đi kiếm việc làm. Những cái bước mà mình kiếm việc làm Ngọc sẽ chia sẻ sau đây để quý vị vào quý vị xem. Ngọc sẽ chiếu lên trang tiếng Việt và trang tiếng Anh cho quý vị xem. Nha quý vị, ai có can đảm thì cứ trả lời no, sau đó chờ nha quý vị nha. Còn nếu như mà ai muốn chắc ăn thì trả lời yes và đi tìm việc làm. Rồi bây giờ có một số cái trường hợp người ta cho phép mình trả lời no và mình cũng được xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, nếu như quý vị trả lời no thì có thể là quý vị sẽ chờ lâu hơn một chút xíu. Còn trả lời yes và đi tìm việc làm thì nó nhanh hơn. Thì những cái trường hợp hôm bữa trước Ngọc có chia sẻ, những cái trường hợp này có thể là trả lời no được, là quý vị tham gia những cái chương trình là state approved, được chấp thuận bởi tiểu bang, những cái chương trình đào tạo, rồi những cái chương trình work sharing program, rồi ví dụ như quý vị có một cái job offer và người chủ người ta nói rằng ô cái bây giờ ngày đó ngày kia 2 tuần nữa anh chị quay trở lại làm việc thì trong cái thời gian 2 tuần này á mình có nên tìm job hay không, thì cái câu trả lời nếu như quý vị hỏi Ngọc á thì Ngọc sẽ trả lời là yes, trả lời yes cho cô ba và tiếp tục đi tìm việc làm. Đến khi nào mà mình làm cái công việc đó thực sự là cái công việc full time rồi thì mình có thể rằng là nghỉ, không có xin tiền trợ cấp thất nghiệp nữa. Mình cứ nghỉ, nghỉ khai báo, chỉ cần nghỉ khai báo thôi. Nếu như quý vị không muốn ăn tiền trợ cấp thất nghiệp nữa thì nghỉ khai báo và không có cần gọi báo cho người ta gì hết nha quý vị. Và nhiều cái lý do khác nữa. Ví dụ như là mình bị lay off tạm thời chẳng hạn thì mình cũng được cho là cái lý do chính đáng để tiếp tục lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp. Bây giờ đó, cái câu hỏi mà ai bắt buộc phải đăng ký Count Jobs thì Ngọc cũng đã trả lời rồi. Và cái câu hỏi tiếp theo là gì? Những cái tuần của trước ngày 11, tức là từ ngày 10 tây tháng 7 trở về trước á, là những cái ngày đó mình trả lời no được không? Thì theo luật là người ta không có bắt buộc mình trả lời yes cho những cái tuần trước ngày 11 tây tháng 7. Chỉ kể từ bắt đầu từ ngày 11 tây tháng 7 năm 2021, quý vị cần phải tìm kiếm việc làm, nỗ lực tìm kiếm việc làm để mình tiếp tục đủ điều kiện để xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Như vậy cái ngày là kể từ ngày 11 tây tháng 7 nha quý vị. Rồi bây giờ những cái yêu cầu khác nhau giữa UI, PEUC, FedED rồi PUA thì như thế nào? Ở đây á, người ta nói rằng mỗi cái chương trình như vậy thì người ta sẽ có những cái worksheet requirement khác nhau. Nha quý vị nha. Đó, khác nhau nha. Đó, regular UI nè. Rồi những cái chương trình gia hạn theo UI, rồi những cái chương trình của PUA. Thì khi mà quý vị không muốn biết hoặc là mình muốn kiểm tra lại cho chắc chắn là hiện giờ quý vị đang lãnh cái chương trình nào, thì quý vị đăng nhập vào UI, chọn cái Claim History, chọn cái Transaction, chọn cái Program Type, rồi quý vị coi thử mình là UI, PEUC, rồi FedED vân vân. Thì đó là những cái trường hợp này. Còn cái trường hợp nào là Disaster Assistant hoặc là PUA á, thì quý vị sẽ là cái nhóm thứ hai. Cái đây là cái nhóm thứ nhất ha. Cái nhóm thứ nhất thì như thế này quý vị. Quý vị phải làm một hoặc là nhiều điều sau và quý vị phải có những cái record ghi lại, bằng chứng lại và coi thử cái tiến triển của cái quá trình xin việc làm đó như thế nào. Ví dụ như là ngày hôm nay người ta gọi phỏng vấn, ngày mai người ta gọi phỏng vấn một lần hai nữa, rồi ngày mốt người ta gọi mình, người ta nói ô bây giờ có một cái job offer như vậy như kia, thì quý vị phải keep track như thế nào. Thì ở đây á, người ta nói rằng nếu như mà quý vị đang lãnh theo cái chương trình FedEd thì quý vị cần phải tìm 3 jobs trên một tuần nha quý vị nha. Còn những cái chương trình UI, PUC thì quý vị cần làm một trong nhiều điều sau. Ví dụ như cái điều đầu tiên là quý vị đăng ký và tải cái resume xin việc làm của mình lên Count Jobs nha quý vị nha. Cái điều này họ không bắt buộc nhưng mà người ta khuyến khích mình làm, thì Ngọc nghĩ rằng cái việc làm này nó dễ lắm và chỉ cần làm như vậy thôi là mình đã đủ điều kiện rồi. Còn nếu như quý vị muốn làm nhiều cái nữa thì quý vị có thể làm, ví dụ như cái điều mà nó dễ dàng hơn đó là mình nhắn tin cho bạn, mình email cho bạn
hoặc là email cho những người chủ cũ đó, xem thử họ có đang tuyển dụng hay không, họ biết cái chỗ nào tuyển dụng, những cái vị trí theo cái khả năng, theo tuổi tác hay là theo cái trình độ, theo cái sức khỏe của mình hay không đó. Thì cái công việc nào nó phù hợp cho mình thì quý vị hãy mở rộng cái network của mình, mở rộng cái mối quan hệ của mình để cho người ta biết rằng là mình đang muốn tìm những cái việc này, việc nọ, việc kia. Và ở đây á, người ta cũng có nói rằng là ví dụ như là mình đi học để mà mình có thể cải thiện bản thân, để mình có thể kiếm những cái công việc full time, và trong đó nó bao gồm là đi học về những cái kỹ năng máy tính nè, rồi đi học về những cái lớp có certificate, rồi đi học những cái lớp tiếng Anh ESL đó. Cho nên là quý vị coi thử là mình rơi vào cái trường hợp nào là theo cái đúng cái khả năng và cái sở thích của mình thì mình làm. Đây là cái trang người ta dịch ra tiếng Việt. Còn cái phần mà PUA thì cái yêu cầu tìm việc làm như thế nào? PUA á, thì người ta nói rằng là mình không cần phải tạo cái tài khoản ở bên CouchJobs. Nhưng mà nếu như quý vị muốn làm điều này thì người ta cũng khuyến khích mình làm. Làm điều này nó sẽ cho mình nhiều cái cơ hội để mình tiếp cận được cái thị trường việc làm, rồi những cái chương trình đào tạo vân vân. Đó là cái khuyến khích của người ta ha, chứ quý vị không cần PUA, không cần phải tạo cái tài khoản ở CouchJobs. Và PUA thì quý vị cũng cần làm một trong những cái điều sau đây. Quý vị chỉ cần làm một trong những cái điều sau đây thôi, 2, 3, 4 điều thì càng tốt, nhưng mà một điều là đủ điều kiện rồi. Ở đây á, người ta ví dụ như là mình phải xây dựng lại cái doanh nghiệp của mình, nếu như là mình tự làm chủ hay là mình có cái business của mình thì mình phải có cái nỗ lực để mình có thêm bạn hàng mới, mình có thêm những cái người khách hàng mới. Rồi mình mở rộng cái business của mình quảng cáo chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia đó, rồi mình đi những cái chương trình training, đào tạo, rồi mình có thể là mình tạo những cái account Facebook, Twitter, YouTube hay là Instagram vân vân. Thì quý vị cứ quảng cáo, dùng những cái online platform để quảng cáo cái business của mình. Còn nếu như mà quý vị đang làm thợ nail 1099 này nọ thì quý vị cũng nên vào CouchJobs để quý vị đăng ký cái tài khoản đó, và quý vị email cho người chủ cũ, bạn bè vân vân, coi thử, nhắn tin cho họ, gọi điện cho họ coi thử là có chỗ nào mướn hay không, có chỗ nào thuê người hay không, có chỗ nào cần người hay không. Thì lúc đó là quý vị đã mở rộng cái network của mình rồi. Đó, quý vị thấy không? Đó, chỉ cần làm một trong những cái điều đó là ok rồi. Và khi mà làm như vậy thì quý vị phải ghi lại là quý vị xin ở đâu, vị trí nào, liên lạc với ai, và cái tiến triển của cái mỗi lần mà quý vị xin liên lạc với người chủ đó, người ta có gọi mình phỏng vấn không, người ta có cho mình cái job offer, người ta có hứa hẹn này kia khác nọ hay không, thì quý vị phải ghi lại hết những cái kết quả như vậy. Và ở đây thì là cái phần tiếng Việt, và Ngọc cũng thấy rằng là hiện giờ nếu như mà người ta yêu cầu mình, người ta liên lạc với mình về cái chương trình RESEA, tức là Reemployment Services Eligibility Assessment Appointment, thì người ta sẽ làm một cái lịch hẹn và người ta sẽ giúp mình để mình có thể quay trở lại với thị trường lao động, quay trở lại có cái công việc phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, kỹ năng và cái khả năng của mình. Đó, cho nên là quý vị phải cố gắng hết mình, rồi bên EDD người ta sẽ giúp bạn hết mình, thì lúc đó sẽ giúp cái thị trường gọi là giảm tỷ lệ xin tiền trợ cấp thất nghiệp và tăng cái tỷ lệ mà số người đi làm lại. Tức là thị trường lao động nó có cái cung cái cầu, nó ngang nhau thì ok, còn nếu như mà cung nhiều mà nhu cầu nó ít á, thì nó cũng không có tốt quý vị. Thì Ngọc sẽ chiếu lên màn hình cho quý vị một cái trang nữa để quý vị tham khảo. Bây giờ Ngọc xin hẹn lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị nha. Bye bye now. Quý vị ơi, cái trang này là cái trang bằng tiếng Anh ha. Rồi Ngọc sẽ kéo xuống cái trang tiếng Anh cho quý vị xem.
Đó, người ta có hướng dẫn, ví dụ như là cái trường hợp của mình là lãnh theo chương trình UI hoặc là những cái chương trình mở rộng của UI hoặc là cái chương trình PUA. Thì quý vị đọc ở đây và qua cái trang tiếng Việt này thì quý vị sẽ thấy người ta giải thích rất là rõ về những cái yêu cầu tìm việc làm. À, Ngọc sẽ để đây cho quý vị xem nha, quý vị đọc đây nào quý vị. Đó.